Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Sáng Tiền Xu. Thì hôm nay sẽ là một series hoàn toàn mới, đó chính là Vua Pha Chế. Đấy, thì hôm nay tất cả các anh em trong team sẽ pha chế đồ uống nhá các bạn ơi. Thì ai là người pha chế đồ uống ngon nhất thì sẽ giành chiến thắng và nhận được 2 triệu đồng từ tôi. Thì hôm nay tôi sẽ không pha chế nhá, bởi vì tôi là nhân viên pha chế rất là nhiều năm rồi, có rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Nếu mà tôi chơi thì các anh em ở đây sẽ không thể nào giành chiến thắng được. Cho nên là hôm nay bốn anh em là Bác Ngọt, anh Côn, Phong rồi Vinh sẽ thi đấu với nhau. Đấy, ai là người pha chế ngon nhất, tức là tôi sẽ làm giám khảo và chấm điểm cho tất cả mọi người. Đấy, ai pha chế đồ uống ngon nhất sẽ trở thành vua pha chế nhá. Đấy, và nhận 2 triệu đồng từ tôi. Thì pha chế đồ uống thì đây ở quán đây thì có đồ gì thì mọi người có thể lấy những đồ đấy để pha nhá. Đấy, mọi người đã biết cách pha hay là hiểu chưa? Hiểu rồi. Đồ như đã biết pha đâu. Em ơi, đơn giản, ví dụ em pha trà chanh nhá. Em vắt tí chanh, tí đường rồi cho ít trà và rồi cho ít đá vào là thành trà chanh. Đấy. Các bạn phải không? Quá đơn giản luôn. Đấy, thì cứ ai pha đồ ngon nhất là sẽ giành chiến thắng thôi, đơn giản lắm. Hiểu rồi. Đấy, ở trong quầy này là có đồ gì, siro các thứ có đầy đủ hết đấy. Em pha cái gì pha, lát nữa pha xong anh sẽ chấm điểm. Đấy, tôi ok chưa? Tôi chẳng biết pha cái gì các bạn, nghĩ mãi không biết pha cái gì. Em ơi, em cứ cho mỗi thứ một ít vào cốc rồi em khoáng đảo lên rồi cho ít đường, cho ít bột ngọt, cho ít bột canh nào chẳng hạn. Đấy, được đúng không? Đây này, với cái mẹ lu này em tham khảo đi. Mặn mặn cho chua. Đấy, đầy. Rồi đây, hùng cung của em chọn. Không, trong này anh thấy có cái này dễ nhất này. Đây, em pha soda với cả gọi cái này gọi là soda dưa hấu. Đấy. Soda dưa hấu ok. Đơn giản, chỉ cần dùng nước Pepsi với cả dầm dưa hấu ra cái là là thành không, là thành soda dưa hấu. Ok. Đơn giản không? Cũng được, soda dầm. Quá đơn giản. Người gọi là tôi gọi là gợi ý món đồ uống cho Vinh rồi đấy. Nhưng mà phải cho thêm siro hay là gì đấy thì em phải tự YouTube nhá em nhá. Rồi ok. Thôi được rồi, thi đấu đi. Hiểu chưa mọi người? Rồi, hiểu rồi, chưa? Rồi, thì đâu đây? Rồi. Thì do quầy pha chế khá là nhỏ cho nên là Vinh Tiền Lẻ sẽ pha chế đầu tiên nhá. Từng người pha chế một các bạn ạ. Okay. Thì đấy, bây giờ thì Vinh có tự tin để pha chế và chiến thắng tất cả bốn anh em ở trong này không? Tôi không tự tin lắm mà tôi vẫn cố gắng các bạn. Tôi vẫn cố gắng pha chế thật là ngon để cho Sáng Xu uống. Làm tôi là điểm 10 các bạn. Đấy, tôi vẫn cố gắng các bạn nhá. Thì em ơi, anh làm những clip như này ấy là để mọi người học hỏi về các đồ ăn, đồ uống, đồ pha chế đúng không? Biết làm ấy. Kiểu rồi, okay. Sau này các em ở nhà em ví dụ khát nước hay gì đấy em lại đi tự mới làm pha một cốc nước uống. Trời lắng lóng mà pha cốc nước uống thì có vẻ là mát rượi không? Ok thôi. Đấy, thì rồi. Tôi không nói nhiều. Mình sẽ pha chế đầu tiên nhá. Rồi, okay. Em ơi, quầy pha chế này là tất cả của em hết. Rồi, ok. Rồi nhá. Rồi các bạn ơi, thì món của tôi rất đơn giản các bạn ạ. Thì có dưa hấu với cả spice này, đấy. Không biết là tôi đọc cũng biết sai nhưng tôi còn biết. Với cả có cái lá này thôi, tí tôi trang trí để đẹp mắt thôi. Đấy, bây giờ tôi sẽ vào làm đấy các bạn nhé. Dưa hấu này, cắt vào này. Đấy. Cắt dưa. Đấy. Đó, thôi thế thôi nhé các bạn nhé. Thì cho 3 miếng này dằm ra là xong, đủ cái này vào cho đá vào thì thế là xong đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ dầm nhuyễn nha các bạn nhé. Đấy, chỉ dầm ra này là thành thành cái đồ uống thôi, đồ uống đồ ăn thôi. Không biết tí có ngon không biết mà tôi thì ở nhà tôi cũng hay làm cái này uống tại nhà. Thì bây giờ tôi làm công thức như thế luôn. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ tôi sẽ cho siro dưa hấu vào nhé để cho thơm vị thơm ngon đấy các bạn nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho nhé. Thế thôi, thế thôi nhá các bạn nhá. Rồi các bạn, bây giờ tôi sẽ cho đá nhá. Thế thôi, đơn giản lắm các bạn ạ. Đấy, thế là xong nhá. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho nước vào nhá. Đấy, đấy các bạn nhìn đẳng cấp không? Ngon. Đấy. Úi giời, đéo mẹ chưa? Trời ơi, ok nhá. Ui dồi ôi. Nhìn các bạn nhìn nước ngon thì đẹp không? Đấy. Ui nhìn ngon lắm các bạn ạ. Để tôi chỉ muốn uống hết thôi ạ. Thôi được rồi, thế là xong rồi các bạn nhá. Ở đây còn cái này. Ơi. Đấy, thì tôi cắm cái hoa vào nhìn cho đẹp mắt tí sáng xu cho tôi từ điểm 10.
Rồi ok các bạn ơi, thì bây giờ tôi đã làm xong rồi, tôi chờ sáng su chấm điểm tôi rồi. Đấy, các bạn nhìn đẹp mắt không? Kiểu này kiểu gì được được 10 này các chắc. Rồi, vậy là Vinh Tiền Lẻ đã hoàn thành món đồ uống của Vinh Tiền Lẻ. Và bây giờ sẽ tới Phong. Đấy, thì Phong hôm nay dự định sẽ pha chế đồ uống gì đây? Trà chanh. Trà chanh á? Ừ. Đơn giản đấy thôi á. Trà chanh nhưng trà chanh đơn giản đấy là của người ta thôi, còn Phong phải khác. Ừ, rồi Phong hôm nay sẽ pha chế trà chanh nhá các bạn. Thì bây giờ quầy pha chế này sẽ thuộc về em Phong. Đấy, okay. Bây giờ em làm đồ uống của em đi nhá. Đây. Được các bạn ơi, tôi sẽ pha trà chanh nhá các bạn. Nhưng tôi sẽ phá cách, thay vì pha kiểu truyền thống kia, tôi phá cách thêm vài một vài nguyên liệu mới vào. Và nguyên liệu mới đấy thì sáng đã uống mà đâu, đảm bảo sáng uống là khen ngon đấy các bạn ạ. Dân chuyên nghiệp nó khác, dân nghiệp dư. Bây giờ tôi sẽ rót 150ml trà nhá các bạn đây. Sau đó tôi sẽ cho thêm 30ml đường. Sau đó vắt chanh. Tôi sẽ phá cách cho thêm 15ml bạc hà. Mùi bạc hà này. Hơn rồi. Không sao. Tiếp theo cho đá. Tôi đã pha xong và bây giờ tôi sẽ bỏ miếng chanh trang trí cho đẹp. Như vậy tôi đã hoàn thành. Bạn thấy đẹp không? Khả năng của tôi thắng là cao lắm các bạn ạ, bởi tôi phá cách. Vậy là Phong cũng đã hoàn thành đồ uống của em Phong. Thì bây giờ tới lượt anh Côn, không biết là anh Côn đã nghĩ ra được đồ uống gì để pha chưa? Chưa, anh chưa nghĩ ra đồ gì nữa. Thế thì anh cứ cố gắng tìm kiếm xem có đồ gì pha nữa, tham khảo menu cũng được này. Đấy, okay. Thì bây giờ quầy pha chế này là của anh Côn. À, thì các bạn thử dự đoán xem là ai sẽ là người pha chế ngon nhất. Người nào dự đoán nhanh nhất và chuẩn xác nhất đúng thì sẽ nhận được một phần quà từ tôi. Nhớ comment xem ai sẽ là người chiến thắng trong trận chiến pha chế này nhá. Comment xuống bên dưới bình luận nhá các bạn nhá. Rồi, quầy pha chế của anh. Chúc mừng nghe. Chúc anh Côn may mắn và trở thành người chiến thắng. Ok. Giờ tôi sẽ nhìn qua cái quầy này xem có cái gì để tôi pha chế không nhé các bạn nhé. Các bạn ơi, rồi tôi thấy ở dưới quầy có mấy quả bơ này. Thì tôi sẽ không pha đồ uống nữa, tôi sẽ làm sinh tố nhé các bạn ơi. Tôi sẽ làm sinh tố bơ. Pha chế thì không phải nghề của tôi rồi, mà sinh tố thì là sở trường của tôi luôn. Thì bây giờ tôi sẽ làm sinh tố bơ nhé các bạn ơi. Thì đồ đạc, gia vị, gia yếc là tôi đã chuẩn bị hết rồi. Giờ tôi sẽ bắt tay vào thực hiện nhé các bạn nhé. Cắt cái đầu nó hơi bị hư đi này các bạn ơi. Rồi các bạn bỏ cái này ra nhá. Rồi đó. Rồi. Sinh tố này là nghề của tôi rồi các bạn ơi. Vì trước tôi ở trong Sài Gòn bao nhiêu năm
mấy cái sinh tố này, mấy cái hoa quả dằm này là tôi rất hay ăn nhé các bạn nhé. Ai mà ăn được sinh tố này thì rất là ngon nhé các bạn, béo ngậy. Bơ nó đã béo rồi, chốc lại tôi lại cho thêm một ít sứa đặc, rồi lại một ít sứa tươi, ui dồi ôi, thật ngon này, miến chê luôn các bạn. Đấy, tôi sẽ làm hẳn một quả bơ to nhé các bạn nhé. Các bạn đừng lém đá chúng tôi nhé, vì chúng tôi không phải là những nhà pha chế chuyên nghiệp nên làm ăn thì hơi vụng về một chút, không bắt mắt lắm nha. Nhưng mà chúng tôi làm chúng tôi thưởng thức thôi. Thì bây giờ tôi sẽ dằm dừ bơ nhé các bạn nhé. Ngon luôn các bạn ơi. Bơ này, bơ nó sánh sạch à. Đấy các bạn thấy không? Bơ nó sánh sạch, bơ này là bơ ngon à. Rồi, tôi đã dằm dừa bơ nhá. Giờ tôi sẽ cho 2 thìa sứa đặc. Rồi. 1 thìa. Hai thìa. Rồi các bạn ơi, thì ai mà thích ăn ngọt thì cho thêm, cho nhiều sứa thì cho nó ngọt hơn. Còn ai thích ăn nhạt thì cho ít sứa lại nhá. Giờ tôi sẽ cho tầm 30ml sứa tươi. Đấy các bạn ơi. Đấy. Này, làm thế này thì các bạn lấy thìa xúc ăn cũng được mà lấy ống hút hút cũng được nhé các bạn. Giờ tôi sẽ lại khuấy lên nhá các bạn. Đấy các bạn nhỉ. Ngon à. Bơ với sứa nó hòa quyện vào nhau rồi đó. Đấy các bạn ạ. Đấy. Ok chưa? Quá ok luôn. Giờ tôi chỉ lấy đá cho vào nữa là xong nhé các bạn nhá. À, đây rồi. Vậy là tôi đã hoàn thành ly sinh tố bơ nhá. Chốc mà sáng khảo mà ăn là chỉ cần khoáng đá vào cho nó hòa quyện vào mấy bơ là xúc thìa ăn cũng được mà mút ống hút cũng được nhá. Đấy, tôi đã hoàn thành. Rồi, các bạn nhìn xem có đẹp không? Các bạn có tin tưởng tôi là người chiến thắng không? Các bạn ạ, bao nhiêu năm học ngoài Hà Nội ấy, thì tôi làm đủ các nghề. Từ thợ xây, thợ mộc, thợ điện, nghề hàn, sửa chữa ống nước. Đấy thì tôi làm tất cả các loại. Đấy, cũng may là học được ít kinh nghiệm, mà ngày xưa đi làm ở quán pha chế đồ uống nên tôi cũng học được một ít kinh nghiệm. Đấy thì hôm nay đúng cái cuộc thi là pha đồ uống thì đúng sở trường của tôi. Xin giới thiệu với các bạn một món trà sữa trân châu đường đen. Đấy, đây là món thuộc loại là quốc dân các bạn, nói chung là tất cả mọi người đều có thể dùng được, uống được, và đặc biệt là các bạn nữ các bạn. Tôi thì chưa lấy vợ hai nhá. Thế bạn nào mà hôm nay mà tôi mà chiến thắng thì khả năng là tôi lại sắp lấy vợ các bạn. Đấy, thì hương liệu ngày hôm nay cũng rất đơn giản. Đây là một ít đường nhá. Tôi lấy một số lượng nho nhỏ thôi, bởi vì đường mình nhiều thì uống ngọt thì nó sẽ không ngon. Mà ít quá thì nhạt quá thì không tuyệt vời các bạn. Tiếp theo là sữa đặc. Tiếp theo là một ít sữa tươi cho nó có thêm hương vị nhá. Đây là một hương vị của kem trứng nhá các bạn nhá. À, một số cửa hàng nó sẽ không cho kem trứng này vào. Nếu có kem trứng này thì nó hương vị nó sẽ hòa quyện hơn các bạn. Tiếp theo đây là một loại rất là đặc biệt, đó là dừa nướng các bạn. Đấy. Tôi nghĩ là một số quán trà sữa trân châu nó sẽ không cho cái món này. Đấy. Và cuối cùng các bạn, một cái rất đặc biệt không liên quan đến cái món trà sữa trân châu đường đen này đâu. Tôi để đây là cho nó đẹp với các bạn. Rồi. Tôi chỉ giới thiệu sơ qua thôi, thì bây giờ bắt đầu tôi vào thực hành luôn các bạn ạ. Thì cách làm trà sữa trân châu đường đen cũng rất là đơn giản các bạn. Thế đây là hạt trân châu các bạn ạ. Hạt trân châu tôi đã chuẩn bị sẵn. Đây rất là óng mượt các bạn ạ. Tôi sẽ cho 2 thìa nhá.
Đấy, các bạn mà muốn có nó cho đẹp thì chúng ta lên cho nó chạm lên thành cốc ạ. Đấy. Đấy. Như thế này là đã đạt tiêu chuẩn rồi các bạn nhá. Bởi vì những cái hạt đường này nó sẽ dính lên thành cốc, và sau khi mà cái hoàn thành tác phẩm thì nó sẽ có nhiều màu sắc ở trên cái thành cốc này hơn. Đây là đá các bạn này. Đấy, các bạn nào mà muốn uống mát thì cho thêm nhiều đá. Đây tôi khả năng trà sữa trân châu phải cho nhiều đá vì nó mới ngon hơn các bạn. Đó. Đây các bạn ơi, tiếp theo là chúng ta cho thêm sữa tươi các bạn nhé, để tăng thêm hương vị cho đậm đà hơn này. Đây là một hương vị rất là đặc biệt của món sữa tươi trân châu đường đen, đó là kem trứng các bạn nhé. Chúng ta sẽ cho vào một ít vào. Đó. Đây các bạn ơi, nhìn qua đã thấy màu sặc sỡ rồi. Đó, rất là đẹp nhá. Và để tăng thêm hương vị này, các bạn này, đó là món dừa nướng các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ rắc dừa nướng lên các bạn ơi. Ôi nhưng mà các bạn ơi, cái này thì nó rơi hết ra ngoài rồi. Thôi tôi vẫn phải trở lại là trạng thái bình thường của tôi thôi. Đó. Các bạn ơi, thế này mà không được điểm 10 thì hơi phí. Đấy các bạn ơi. Đấy. Đấy thì bao nhiêu năm kinh nghiệm, tôi có kinh nghiệm một khác ạ. Đẳng cấp nó hơn hẳn một Côn với cả Vinh với cả Phong. Chứ rồi tôi nghĩ là cái cuộc thi này tôi chiến thắng rồi. Đấy thì bây giờ còn lại là lắp vào thôi. Ui. Đã hoàn thành tác phẩm sữa tươi trân châu đường đêm. Tôi khẳng định là tôi sẽ chiến thắng trong cái phần thi này các bạn ơi. Bây giờ chỉ đợi giám khảo thôi. Vậy là sau khoảng 1 tiếng đồng hồ thì tất cả 4 anh em đã hoàn thành các đồ uống của mình. Thì bây giờ tôi sẽ làm giám khảo nhé các bạn ơi. Bây giờ tôi thưởng thức đồ uống và nhận xét tất cả các đồ uống để xem đồ uống của ai là ngon nhất, đồ uống của ai là dở nhất. Thì nhìn sơ qua thì có vẻ như là cốc đồ uống này và cốc này là khá là đẹp mắt. Bởi vì là nó có hai cái đồ deco này các bạn ơi. Cái này gọi là vật trang trí đấy. Cứ cái gì có trang trí đẹp là chiến thắng luôn. Hương vị chắc chắn sẽ tăng lên các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ thử cái món này nhá. Món này là của ai đây? Vinh. Vinh Tiền Lẻ ạ. Vinh ơi, em thử nói xem cái món này gọi là món gì? Vị này vị của em là soda dưa hấu. Soda dưa hấu à? Uống ngon lắm. Ngon lắm á? Em uống nhà ngon lắm. Thế à? Thì bây giờ tôi sẽ thưởng thức soda dưa hấu của Vinh Tiền Lẻ nhé các bạn. Không biết là vị soda dưa hấu của Vinh Tiền Lẻ sẽ như nào đây. Ngon lắm anh ạ, em uống ở nhà uống suốt đấy. Thế á? Mùa hè uống thì hơi bị mát, vừa mát vừa ngon. Vinh Tiền Lẻ phét thế nào. Rồi bây giờ ăn tôi đi xem nhá. Chưa, ngon không? Bảo rồi ngon lắm. Ngon lắm, ui ngon không? Vị này có vị spice và dưa hấu thì nó hơi nhạt. Vinh Tiền Lẻ hình như là chọn miếng dưa hấu này là không ngon lắm đâu. Ồ, cho nhiều đá, em chắc em cho nhiều đá quá này. Dưa hấu này khả năng là dưa hấu không tươi đúng không? Em tiết kiệm đúng không? Không, tươi mới mùa chợ vậy. Vị spice nó có khá là nhiều ga cho nên là nó áp mất một chút vị dưa hấu. Cái này là lẽ ra em phải cho thêm khoảng một ít siro nữa. Đấy, thì sẽ ngon hơn. Nhưng mà thế này thì vẫn khá là ngon các bạn ạ. Mùa hè mà uống những cốc như này thì gọi là giải khát rất là tốt các bạn. Nếu mà thích uống thì cứ pha theo công thức của Vinh Tiền Lẻ nha các bạn nhá. Đấy, Vinh Tiền Lẻ vừa pha cho các bạn tham khảo như thế đấy. Rồi. Thì anh con thử uống của Vinh Tiền Lẻ thế nào. Giờ đến là tôi thử xem nào. Quả ra được. Chưa ngon đâu, chưa bảo mát đâu. Mát mới ngon đúng không? Giờ em khéo tay không? Tôi các bạn tôi không thích uống cái spice này à. Lên không thấy ngon các bạn ạ. Rồi. Spice nó có một chút ga, Phong muốn thử đi. Ê, cái này em cho tôi bét ơi. Quay dưa hấu này cảm giác nó nhạt nhạt đấy. Đúng rồi, bởi vì hơi thiếu siro. Mùi dưa hấu nó thiếu đường nữa. Em phải cho thêm ít ngọt đấy nữa mà. Mùi dưa hấu cho đậm đà đi. Bây giờ em có uống thử cốc đồ uống tự tay em pha chế thế là ba người chê rồi. Tôi uống thì chậm. Ngoan không? Tôi uống bình thường các bạn, hơi nhạt tí thôi thật. Thì uống cũng gọi là ngon mà. Một vị dưa hấu rất là thơm các bạn. Thôi được rồi, khán giả ơi.
thang điểm 10 chấm lên Vinh được điểm mấy thì về hình ảnh ở phía trên thì của Vinh Tiền Lẻ khá là đẹp, nhưng mà bị điểm trừ là Vinh Tiền Lẻ không nhặt hạt các bạn ơi. À, vẫn nguyên hạt này đấy. Về phần đề cô là Vinh Tiền Lẻ bị trừ điểm nha. Uống nước cũng uống hạt đâu anh. Em ơi, anh uống mà vẫn hút phải hạt đấy. Uống cái chân này không anh ơi. Đừng nằm một cái. Và Vinh Tiền Lẻ là bị trừ điểm về phần đề cô, về phần pha chế là không nhặt hạt. Ok. Đấy, thì Vinh Tiền Lẻ theo như cảm nhận của tôi thì thang điểm 10 Vinh Tiền Lẻ được khoảng chỉ được khoảng đấy. 7 điểm thôi. Đấy, từ đó đúng không? Đấy, bởi vì làm sơ sài. Hạt không nhặt. Cái món này là món rất là dễ rồi, mà có mấy cái hạt thôi, chỉ cần bỏ hạt ra cái là kiểu gì em sẽ được 8 điểm, 9 điểm, đúng không? Thôi 7 là bét rồi, thôi 7 là bét rồi, không phải là bét. Chưa chắc em ạ, đây còn mọi người anh đã chấm điểm đâu. Đấy, em được 7 điểm, 7 điểm cũng rất là cao rồi, gọi là điểm đấy gọi là điểm trung bình. Không, không cao đâu anh ạ. Thôi được rồi, giờ thử sinh tố bơ của anh đi đấy. À, sinh tố bơ của anh coi là hút cũng được mà ăn thì ấm được đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ thử vị sinh tố bơ của anh Côn nhá. Thì có vẻ như là anh Côn không đè cô gì cả, nó không được đẹp mắt lắm. Em ơi, chủ yếu là chất lượng em hiểu không? Trừ 2 điểm thôi. Trừ 2 điểm rồi. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ ăn thử sinh tố bơ của anh Côn nhá. Úi dồi, tôi nhìn kia chắc hình như không ngon lắm đâu. Đúng không? Ừ. Rồi, không ngon rồi, sang ăn nhiều lắm. Ừ. Có vẻ như là các thành viên của chúng ta là kiểu không hiểu tâm lý của khán giả và không hiểu vị giác của khán giả. Khán giả thích ăn ngọt nhưng mà ai cũng nhạt lắm, từ lấy là Vinh Tiền Lẻ rồi tới anh Côn là vẫn nhạt. Đấy. Thì sinh tố bơ của anh Côn hơi nhạt một chút. Béo, rất là béo luôn nhá các bạn. Bơ này thì bơ ngon này. Bơ này rất là ngon. Nhưng mà anh Côn thiếu một chút đường, cho thêm chút đường nữa thì sẽ rất ngon, nhưng mà nhiều bạn thích ăn nhạt là như thế này là cực kỳ tuyệt vời, cấp luôn đấy. Thì rồi các bạn, anh Côn ăn thử của anh đi xem nào. Cho điểm đi rồi tôi thử hút mà cho mọi người ăn thử đã. Nhà không phải tự khen là quá ngon luôn thật. Vinh Phong thử sinh tố bơ của anh Côn làm đấy. Anh Côn khá là có năng khiếu về sinh tố các bạn ạ. Bơ rất là ngọt, bơ rất là béo các bạn ơi. Nhưng mà điểm trừ này các bạn này, tôi chưa thấy ai làm sinh tố nào kiểu này này. Rất to, những vỏ. Đây gần như vỏ này. Không phải vỏ đây, không phải vỏ em ơi. Đây là chưa dằm kỹ. Người khó tính người ta không thấy cái này đâu. Đúng rồi. Trừ này trừ điểm. Trừ điểm rồi, đúng rồi. Ngoài cái béo của bơ với sữa ra, tôi chẳng nghĩ gì đặc biệt. Tôi thắng vòng này. Rồi, tôi xem ạ. Vinh, bây giờ Vinh uống thử sinh tố bơ của anh Côn nhá các bạn ơi. Nằm lắm. Sinh tố bơ của anh Côn thì nó chỉ có mùi bơ thôi. Uống thì cũng rất là nhạt các bạn nhé. Cũng như cái nước của tôi các bạn. Cái này chỉ được cái mùi vị bơ béo thôi các bạn ạ. Thực ra cũng nhạt lắm các bạn. Tôi thì cũng ngọt đi sáng rồi. Nhạt cái này. Sáng này. Cho anh Côn 6 điểm thôi. Em là giám khảo, em không thể nào phân biệt được. Em ơi, thế sinh tố bơ không mùi bơ, chẳng lẽ sinh tố bơ là mùi vải thiều à? Thế em bảo thế. Vinh đều bảo là sinh tố bơ có mỗi mùi bơ, không có mùi sinh tố. Rồi, có lẽ nhiều nữa, cái giám khảo chấm điểm đây. Mặc dù là sinh tố nó hơi nhạt một chút với tôi, nhưng mà nếu mà đối với mọi người thì nó đã rất là ngon rồi. Anh Côn được điểm 9 nhá. Anh Côn 9 điểm. Thì theo như mọi người thì ai sẽ là người chiến thắng đây? Thì các bạn thích uống sinh tố bơ hay là thích uống sinh tố dưa hấu hay là thích uống những cái này thì các bạn cứ làm theo các công thức mà các thành viên hôm nay của chúng ta làm ấy. Đấy, các bạn cứ xem rồi pha theo những công thức như thế là sẽ được thưởng thức hương vị mà các idol của chúng ta làm nhá các bạn nhá. Vậy là anh Côn được 9 điểm rồi nhá. Tiếp theo là tới cốc này đi. Cốc này là của ai đây? Của Phong. Đây là cái gì đây Phong ơi? Sao nhìn xanh nét thế này? Trà chanh hương vị bạc hà. Sao trà chanh lại là hương vị bạc hà? Nó phá cách. Là như thế nào? Nó phá cách nhỉ? Trà chanh bạc hà, trà chanh không thì nó bình thường quá. Thôi, khán giả, ta giám khảo uống đi, tan hết đá rồi, nó nhạt đấy rồi.
trà chanh hương vị bạc hà, uống có làm sao không em? Không. Trà chanh lại còn cho bạc hà, thằng này pha cách rồi. Em có biết pha không đấy? Ui, đẳng cấp nó khác. Thôi bây giờ tôi sẽ thử cái món độc lạ của em Phong nhá, trà chanh hương vị bạc hà. Ngon, ngon. Để uống từng hớp, gần hết rồi, từ từ anh nhé. Được đấy nhỉ, có vẻ cũng khá là ngon các bạn ơi, vẫn giữ được độ chát của vị trà và hơi chua chua của chanh ấy, còn bạc hà thì sau khi uống nhuốt vào xong thì nó rất là mát miệng đấy. Và món này cũng khá là hợp khẩu vị của tôi bởi vì nó vừa đủ độ ngọt ấy, tôi rất là thích đồ ngọt đấy. Anh cô muốn thử đi. Để xem đối thủ thưởng thức xem nào. Ui rồi các bạn này, tôi là đối thủ tất nhiên tôi chê rồi, phải nói gì, trả ra gì. Vâng, uống thử trà chanh của em đi. Nhưng mà cốc này là chắc chắn sẽ bị trừ điểm bởi vì em không lọc hạt nhá. Anh nhìn thấy hạt ở trong cốc rồi đấy. Hạt nó lấy mầm. Uống mạnh thế. Uống thử khác, uống thử ạ. Vinh thử đi, Vinh ơi. Dạ, nó ngon quá các bạn ơi. Nào. Ngon. Thôi em ơi, uống thế được rồi. Ngon, nó mát họng, ngon, được. Tuyệt vời đấy. Bắn mát để ngon. Rồi, các giám khảo chấm điểm đi. Thì nó cũng khá là ngon nhưng mà do có hạt cho nên là em Phong bị trừ điểm. Lúc đầu là tôi định cho 9 điểm nhưng mà do em Phong không lọc hạt ra đấy, cho nên là bây giờ chỉ còn 8 điểm nữa và em Phong bị trừ 1 điểm do không lọc hạt. Phong được 8. Rồi. Tiếp theo là cốc cuối cùng thì chắc còn mỗi bác Ngọt, thì cốc này là của bác Ngọt rồi. Thì bác Ngọt thì giới thiệu xem đây là cốc gì đây. Nói thật với các bạn này, cái cốc này không phải giới thiệu mọi người biết. Tôi đặt lên đây các bạn cứ comment ở phía dưới luôn các bạn nhá. Phong đây là cốc gì em? Trà sữa. Gì? Trà sữa chân châu gì đó. Chị. Đây là trà sữa chân châu đường đen. Em không biết. Bạn có biết làm trà sữa chân châu đường đen không ấy? Kinh nghiệm 4 năm rồi. Nói chung là pha chế thì tôi biết một tí. Nói chung là bây giờ em cứ thử đi, giám khảo cứ thử đi. À thế là bác Ngọt cũng biết về pha chế à? Thì bây giờ tôi sẽ thử xem là cái món trà sữa quốc dân gọi là trà sữa chân châu đường đen này của bác Ngọt có giống như vị của các quán bình thường pha không nhá, hay là bác Ngọt lại pha vị linh tinh thì lại tôi cho 1 điểm luôn đấy. Bác Ngọt có tự tin về món của bác không? Tự tin đấy ạ. Quả kèo này chiến thắng lại gần chiến thắng ấy. Vinh với cả Phong với cả Côn đi. Bác Ngọt có vẻ tự tin ghê nhỉ. Vinh với Phong với Côn mà pha thì tôi về đi ngủ ngủ. Vị sữa hơi nhạt nhá. Rồi. Cái chân châu đường đen này thì quán lấu thì không tính rồi. Nó chân châu đường đen khá là ngọt thì chân châu đường đen là quán nào cũng ngọt. Cho nên là không nhắc tới về phần chân châu. Còn về phần pha chế là về phần sữa thì hơi nhạt một chút đấy, không biết là do tôi chưa khuấy đều hay là do bác Ngọt pha thiếu đường. Bây giờ tôi khuấy lại, tôi uống thử. Lần này tôi uống sẽ không uống chân châu các bạn ạ. Bác Ngọt cho thiếu đường, khá là nhạt các bạn ạ. Trà sữa, nhưng mà sữa tươi chân châu này có thể dành cho các bạn nữ uống thì được. Bởi vì các bạn nữ thì sợ tăng cân mà uống nhạt nhạt thế này thì mới không tăng cân, mới ngon. Đấy, bác uống thử của bác đi, tự nhận xét về món trà sữa chân châu đường đen mà bác làm xem như nào. Đây các bạn ơi, sáng nhận xét là hơi nhạt các bạn. Bởi vì là trà sữa chân châu là thường thường là nữ giới người ta hay uống hơn là đàn ông con trai. Nơi đàn ông con trai thì lại uống thứ khác. Vì thế là tôi đánh vào tâm lý của các chị em phụ nữ là lên uống nhạt các bạn. Uống nhạt là để giảm cân mà vẫn giữ được hương vị của trà sữa mà vẫn uống được nhiều. Như thế thì quán nó mới đông khách, em hiểu không? Ví dụ bây giờ quán mà cứ bán ngọt quá thì người ta không thích đúng không?
Đúng rồi. Em bây giờ em mà uống ngọt nhiều em không mà uống được nhiều bằng là uống được vừa vừa. Nào, tôi không phải khen tôi không phải tự khen cái tôi pha như thế này, tôi tấm chắc phải được 18 điểm. Không phải đúng thật. Thật luôn, cái này 18 điểm. Tận 18 điểm ạ. Rồi, Vinh uống thử của bác ngọt đi Vinh ơi. Tôi thử xem của bác ngọt pha tự pha chế cho ngon không nhá. Rồi đi em. Đúng rồi. Bác ngọt pha ngon thật. Nó nhạt nhạt vừa này tôi đã thích như vậy. Thế nếu mà tôi mà khám giả tôi cho bác ngọt điểm 10 luôn, 2 luôn. Rồi, các bạn. Vinh không công nhận tôi điểm 10 nha. Có thể các bạn có thể trong 4 người chơi này có thể biện hộ lại những cái nhận xét của giám khảo đấy đúng không? Rồi. Chúng ta có thể bật pha lên. Đúng rồi. Làm mềm nữa nha. Cái này ngon mà vừa vừa này ngon các bạn. Rồi uống thế thôi đấy. Phong thử vị trà sữa bông ngọt pha đi. Ngon. Đang như nào? Em Phong là rất là hay uống trà sữa, ngày nào cũng có một cốc trà sữa ở trên bàn làm việc các bạn ạ. Ok rồi. Phong thử bình luận xem nào. Hơi gần rồi. Phát nữa. Rồi lại là phát nữa. Đấy các bạn thấy ngon nữa là đủ hiểu là ngon hay không đấy. Vị béo một chữa. Đấy, vị ngọt chân châu. Rồi. Có thêm cả dừa. Rồi. Rất là ngon các bạn. Đấy, đầy đủ ba cách. Cho được cho bao cho ngọt bao nhiêu điểm? Này tôi nghĩ 9,5 thôi. Là công tâm của tôi. Rồi. Em 9 nó bảo 9,5 mà nó uống mấy lần? Thật đúng 2 lần. Em ơi, 9,5 nếu em uống mấy lần đấy em phải cho 10, em uống mấy lần em cho điểm 9,5. Cho 10 ấy, người ta phải bốc phép. Nó 9,5 nó cao nhất rồi bác. Rồi. Trà sữa của bác ngọt tại sao lại có hạt chanh ở trong này hả? Hạt chanh ai người ta cho hạt chanh vào đây? Em uống em vừa mà kia rất vào răng này. Này, các bạn ơi há mồm ra này. Đây. Há này này các bạn ơi. Răng thế này thì hạt chanh nào nó không ngọt được vào. Rồi. Đây thì rất ngửa bỏ vào tay người các bạn. Ổn lắm rồi. Ok thì sau khi thử toàn bộ hương vị của 4 người chơi. À quên, của bác ngoại chưa chấm điểm nhỉ. Ngon thật, cũng ngon thật các bạn ạ. Nhiều. Trà sữa chân châu đường đen này thì rất là dễ làm. Đấy nhìn. Thì trà sữa chân châu đường đen này thì rất là dễ làm luôn các bạn ạ. Cũng dễ làm như các món này luôn. Đấy, thì các bạn thích làm trà sữa chân châu đường đen thì làm như bác Ngọt đã làm nhá. Xem tua lại phần video bác Ngọt làm và làm theo những công thức như bác Ngọt làm thì các bạn sẽ được uống hương vị mà YouTuber Phương Hữu Ngọt của chúng ta. Thì các bạn thích uống hương vị nào thì các bạn cứ xem lại video và làm theo công thức của các idol của chúng ta thì các bạn sẽ được thưởng thức hương vị mà các idol chúng ta làm nữa. Thì của bác Ngọt bởi vì nó là trà sữa quốc dân cho nên là 10 điểm. Rồi. Yeah, tao bảo rồi bác được 10 điểm chứ. Mặc dù là so với tôi là hơi nhạt nhưng mà so với các quán khác thì là ok. Đấy, có vẻ như là bác Ngọt lừa tất cả các anh em trong team không biết pha chế sao ấy. Xong bây giờ là pha ra cốc trà sữa chân châu đường đen ngon phết đấy. Thì hôm nay bác Ngọt đã trở thành nhà vô địch trong trận chiến pha chế này rồi nữa các bạn. Đây là cúp chiến thắng dành cho nhà vô địch. Rồi. Và giải thưởng 2 triệu đồng. 200 được không bác? Ok, và đây là giải thưởng 2 triệu đồng dành cho người chiến thắng. Rồi ok các bạn ơi. Chúc mừng bác Ngọt. Bác nhận hoa và nhận thưởng đấy ạ. Ok. Vậy là xong clip vua pha chế. Đấy, thì như các bạn thấy là bác Ngọt đã trở thành vua pha chế và chiến thắng nhận được cúp và phần thưởng từ tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip. Hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo nữa. Tạm biệt. Chào.